sinh ra đã là một người công giáo. Được lớn lên trong vòng tay ba mẹ và các sinh hoạt tại nhà thờ, cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi qua. Cho đến một ngày, tôi bước sang một ngã rẽ lớn của cuộc đời mình. Đó là đi du học. Đó là tu nghiệp sinh. Đó là làm việc. Tại đất nước Nhật Bản, sang một đất nước hoàn toàn mới, tôi phải tự lo cho cuộc sống, phải tự học hỏi rất nhiều thứ, từ công việc, học tập cho đến cuộc sống. Tôi dường như bị cuốn theo cuộc sống tại đây. Mọi thứ cứ bủa vây lấy tôi. Áp lực học tập, công việc không cho tôi lối thoát. Đến cả thời gian ngủ cũng bị vơi đi. Tôi mệt mỏi, tôi nhớ nhà. Tôi còn có một người luôn luôn lắng nghe tôi, luôn luôn dõi theo tôi. Đó là Chúa Giêsu. Thank you.
tôi đã tìm đến nhà thờ Công giáo. Và rồi, qua Giê-xu, tôi tìm lại được chính mình. Tôi tìm lại được anh em của mình, những người luôn luôn sẵn sàng cùng sẻ chia, cùng giúp đỡ và cùng cầu nguyện với tôi. Tôi bắt đầu thấy cuộc sống xa nhà đẹp hơn trước đây, tươi sáng hơn và nhiều màu sắc hơn. Tôi tham gia vào các hoạt động Công giáo. Tôi dần dần cảm thấy mình sống không phải chỉ riêng vì mình, mà còn vì anh em, vì gia đình đang mong tôi bình an ở quê nhà. Tôi nhận ra Chúa đang kêu mời tôi làm chứng nhân đức tin giữa nơi mà tôi đang sống, để đem một sức sống đức tin mới lan tỏa nơi đây. Ba mẹ ơi, con đang sống rất tốt và vui vẻ. Ba mẹ đừng lo lắng nha. Các bạn trẻ ơi, các bạn hãy cùng tôi xây dựng một hình ảnh tốt của giới trẻ Việt Nam. Hãy làm chứng nhân cho đức tin giữa cuộc đời này nhé. Sáng tạo ngày mai.